Quỳnh Anh và Quảng Trường xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huyền Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Huyền Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Triệu, thưa anh. Bản tin tức đầu tiên được gửi đến quý vị đó là phần tin Hoa Kỳ, được mở đầu với Quỳnh Anh. Kính thưa quý khán giả, mở đầu tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Biden yêu cầu cảnh sát phải vừa ngăn chặn tội phạm hiệu quả, vừa bảo đảm công bằng. Tổng thống Biden hôm Chủ nhật nói rằng, cảnh sát phải vừa ngăn chặn tội phạm hiệu quả, vừa bảo đảm công bằng trong thông điệp cân bằng hai ưu tiên chính trị khi những cải cách thi hành luật pháp của ông bị đình trệ. Phát biểu tại Điện Capitol trong lễ tưởng niệm 563 cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào năm ngoái, Tổng thống không đưa ra chỉ dấu mới về cách ông sẽ giải quyết việc trì hoãn cải cách cảnh sát, nhằm buộc cảnh sát phải thực hiện tiêu chuẩn cao hơn sau một loạt các vụ sát hại người da đen không vỏ khí. Thay vào đó, ông nhắc đến những lo ngại về bạo lực đường phố gia tăng trong năm bầu cử, nói rằng không có bất đồng nào giữa cải cách thi hành luật pháp và ngăn chặn tội phạm. Tổng thống cho hay, chính phủ không đồng ý với đề nghị cắt ngân sách của cảnh sát, mà ngược lại phải cung cấp thêm nguồn lực cho cảnh sát, bảo đảm sự huấn luyện cảnh sát cần để bảo vệ bản thân họ và cộng đồng, cũng như khôi phục sự tin tưởng. Phát biểu trên được đưa ra khi nhà chức trách điều tra vụ bắn 10 người tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York là tội thù ghét. Đây cũng là thời điểm gần kỷ niệm 2 năm vụ ông George Floyd tử vong trong khi bị cảnh sát Minneapolis bắt giữ ngày 25 tháng 5 năm 2020. Tổng thống hứa hẹn với gia đình ông Floyd và cử tri rằng ông sẽ hành động, nhưng cuộc thảo luận dự luật tại Quốc hội bị đình trệ vào năm ngoái. Dự luật được Hạ viện thông qua năm 2020 sẽ hạn chế cảnh sát sử dụng tư thế siết cổ và buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn nếu vi phạm. Phát biểu trên cho thấy sự cân bằng mà ông Biden phải đối diện khi nước Mỹ phải chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới. Đảng của ông cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cộng đồng bất bình vì bạo lực của cảnh sát và những cộng đồng lo sợ vì tội phạm. Tổng thống Joe Biden sẽ đến Buffalo, New York theo sau vụ nổ súng hàng loạt. Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân trong ngày thứ ba sẽ đến Buffalo, New York để mà chia sẻ đau buồn với cộng đồng vừa mất đi 10 người trong vụ nổ súng hàng loạt vô nghĩa và bi thảm. 10 người bị thiệt mạng và 3 người bị thương vào hôm thứ Bảy trong một vụ bạo động cực đoan mang động cơ chủng tộc và được cảnh sát xem là tội thù ghét. Nghi phạm là Peyton Grandin, 18 tuổi đã bị bắt giữ cùng ngày vì tội giết người cấp độ 1. Đây là tội giết người nặng nhất theo luật New York. Nghi phạm đã không nhận tội. Và nhà chức trách Buffalo vào hôm Chủ nhật công bố danh tính và tuổi tác của các nạn nhân, từ 32 cho đến 86 tuổi. Tổng thống cho biết là Bộ Tư pháp sẽ điều tra vụ nổ súng này là tội thù ghét, hành vi mang động cơ chủng tộc của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và cực đoan bạo lực. Tòa Bạch Ốc cho hay là ông Joe Biden đã nói chuyện với thống đốc New York là Katie Hochul và thị trưởng Byron Brown trong chương trình Face the Nation của CBS News vào hôm Chủ nhật. Thị trưởng cho biết là nghi phạm da trắng đã đến Buffalo để nhằm sát hại người da đen nhiều nhất có thể. Và trong số 13 nạn nhân thì có 11 người là người da đen. Theo nhà chức trách thì nghi phạm ra khỏi xe của anh ta tại cửa hàng Tops Friendly Market và bắn 4 người trong bãi đậu xe, làm cho 3 người bị thiệt mạng. Sau đó thì tay súng đã vào bên trong cửa hàng và đối đầu với một cảnh sát đã nghỉ hưu và đang làm nhân viên bảo vệ tại đây. Kiểu cảnh sát đã bắn nhiều phát đạn vào tay súng và tay súng đã bắn trả ông ta, làm ông ta bị chết và đồng thời bắn những người khác trong siêu thị. Công tố viên là John Flynn của quận hạt Erie cho hay nghi phạm Grandin đã đến từ Conlin, New York trong bài viết trên mạng Internet trước cuộc tấn công. Grandin đã chọn địa điểm này vì có đông người da đen và cũng không xa nhà anh ta. Qua tin tiếp theo, một người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng sau vụ nổ súng bên trong nhà thờ ở quận hạt Orange, California. Thưa quý vị, ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng sau vụ nổ súng bên trong một nhà thờ ở quận hạt Orange, California hôm Chủ nhật.
nghi phạm đã bị bắt giữ và hai khẩu súng ngắn được thu giữ tại hiện trường. Văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Orange chiều hôm Chủ nhật cho biết, họ nhận được cuộc gọi về vụ nổ súng tại nhà thờ Geneva Presbyterian Church ở Laguna Woods vào lúc khoảng 1 giờ 30 phút chiều. Có vẻ lúc đó là buổi tiệc trưa theo sau thánh lễ buổi sáng với khoảng 40 người tham dự. Buổi tiệc tôn vinh một mục sư cũ của giáo đoàn Đài Loan tại nhà thờ Geneva Presbyterian Church ở Laguna Woods. Trong cuộc họp báo, cảnh sát cho hay giáo dân khống chế nghi phạm sau khi ông ta nổ súng và dùng dây điện trói ông ta lại, thu giữ ít nhất 2 khẩu súng. Phó cảnh sát trưởng Jeff Howlock nói rằng nhóm giáo dân thể hiện sự dũng cảm và can đảm khi ngăn cản nghi phạm. Rõ ràng họ đã ngăn chặn thêm thương vong. Cảnh sát đang điều tra xem ông ta có liên hệ với nhà thờ hay không, hoặc vụ nổ súng này có liên quan đến thù ghét hay không. FBI đang hỗ trợ cuộc điều tra. Laguna Woods là cộng đồng chủ yếu gồm người lớn tuổi, với 82% người dân trên 65 tuổi. Hàng ngàn người tuần hành trên khắp Hoa Kỳ đều ủng hộ cho quyền phá thai. Hàng ngàn người ủng hộ cho quyền phá thai tuần hành trên khắp Hoa Kỳ vào hôm thứ Bảy, phẫn nộ trước khả năng tối cao pháp viện có thể sớm hủy bỏ phán quyết Roe v. Wade, quyết định hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc cách đây nửa thế kỷ. Cuộc biểu tình mở đầu cho mùa hè thịnh nộ sau khi bản thảo bị rò rỉ vào ngày 2 tháng 5, cho thấy là tòa án chuẩn bị hủy bỏ phán quyết vào năm 1973, trong đó xác lập quyền hiến định của phụ nữ có thể kết thúc thai kỳ. Phán quyết cuối cùng của tối cao pháp viện dự tính được công bố trong tháng 6. Có khoảng một nửa trong số 50 tiểu bang sẽ cấm hoặc là hạn chế phá thai nghiêm ngặt gần như ngay lập tức nếu phán quyết Roe v. Wade bị hủy bỏ. Người biểu tình đã diễn hành theo khẩu hiệu Bends of Our Bodies, đổ ra đường phố từ New York cho đến Atlanta, cho đến Chicago cũng như là Los Angeles, đã thể hiện sự phẫn nộ mà phía Dân Chủ hy vọng là sẽ củng cố sự ủng hộ cho đảng và ngăn chặn chiến thắng của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở tại Washington, nơi mà ban tổ chức ước tính là có 20.000 người tập trung tại tượng đài Washington, diễn hành dọc theo National Mall đi qua Điện Capitol đến tối cao pháp viện. Người biểu tình đã hô khẩu hiệu phản đối khi đến gần tòa án. Một nhóm nhỏ bao gồm vài chục người biểu tình đã phản đối cuộc tuần hành. Và cuộc đối đầu giữa hai bên đã có lúc căng thẳng. Cuộc tuần hành đã diễn ra khá ôn hòa, mặc dù ít nhất là có một người biểu tình phản đối đã được bảo vệ đưa ra khỏi. Tình hình cũng sôi động không kém ở thành phố New York khi mà hàng ngàn người ủng hộ quyền phá thai đi qua cây cầu Brooklyn đến Manhattan, nơi mà họ đối diện vài nhà hoạt động chống phá thai. Tiếp tục tin Hoa Kỳ, Thống đốc New Mexico đề nghị liên bang tăng hỗ trợ để đối phó với cháy rừng. Thống đốc New Mexico đề nghị liên bang tăng hỗ trợ để đối phó với các đám cháy rừng đang hoành hành ở miền Bắc tiểu bang, trong đó có đám cháy lớn hàng thứ nhì trong lịch sử New Mexico, với ước tính hàng trăm căn nhà đã bị phá hủy. Trong thư gửi cho Tổng thống Biden, Thống đốc Michelle Lujan Grisham nói rằng New Mexico cần thêm sự hỗ trợ. Đối phó với cháy rừng hiện vượt quá khả năng của tiểu bang và chính phủ liên bang phải chịu 100% chi phí vì đám cháy bắt nguồn từ tàn tro từ đám cháy có kiểm soát tại rừng quốc gia Santa Fe. Đám cháy này nhập với một đám cháy khác và đã lan rộng hơn 1.100 km2. Đám cháy có lúc đe dọa thành phố Las Vegas của New Mexico trước khi bị chặn lại ở ngoại ô tuần trước. Nhóm cứu hỏa tiếp tục ngăn chặn ngọn lửa lan đến các cộng đồng nông thôn. Giới chức hôm thứ Bảy cho hay tình hình thời tiết vẫn gồm nhiệt độ cao và độ ẩm thấp, nhưng khói giảm cho phép phi cơ cứu hỏa tìm cách dập tắt đám cháy trong ngày thứ nhì liên tiếp. Chiều hôm thứ Bảy có lúc cột khói bốc cao hơn 9.000 mét, dẫn đến khả năng nó có thể sụp xuống và gây ra gió xoáy gần mặt đất. Cháy rừng bùng phát tại nhiều tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ như California, Colorado và Arizona. Dự báo cho thời gian còn lại của mùa xuân không mấy khả quan,
với hạn hán và nhiệt độ cao vì khí hậu biến đổi làm tăng thêm nguy cơ cháy rừng. Trên toàn quốc, gần 5.200 km2 đã bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, con số cao nhất tại thời điểm này kể từ năm 2018. Ở Colorado, một đám cháy ở phía tây nam Colorado Springs lan rộng gần 4 km2 và chỉ mới kiểm soát được 10%. Đám cháy Hyde Park Fire bùng phát hôm thứ Năm gần thành phố Cripple Creek. Hiện chưa rõ nguyên nhân. Giới chức y tế của Bay Area khuyến cáo mang khẩu trang trong nhà. 12 vị giám đốc y tế Bay Area đã khuyến cáo người dân mang khẩu trang trong nhà do số lây nhiễm cũng như là nhập bệnh viện đã gia tăng. Bay Area hiện nay có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao nhất California do các biến thể phụ của Omicron. Và mặc dù không bắt buộc, Bộ Y tế của Cali khuyến cáo là hãy mang khẩu trang tại đa số môi trường trong nhà. San Francisco công bố hơn 60 người nhập bệnh viện vì COVID-19 và đây là con số cao nhất ở tại Bay Area. Bác sĩ Monica Gandhi, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại trường UC San Francisco thì cho biết, đa số các ca bệnh hiện nay thì khá nhẹ và số nhập bệnh viện thì vẫn rất thấp. Giới chức y tế của Bay Area thì cho hay mang khẩu trang với chất lượng cao như là N95, KN95 trong nhà sẽ giúp để bảo vệ sức khỏe của mọi người. Bác sĩ George Hahn là phó giám đốc y tế quận hạt Santa Clara thì cho biết đây là thời điểm phù hợp có thể mang khẩu trang trong nhà ở nơi công cộng trở lại. Các biến thể phụ đã lây nhiễm mạnh và đang lây lan ở tại Bay Area. Và nếu chúng ta có thêm một lớp bảo vệ như khẩu trang với chất lượng cao thì nó sẽ giảm đi nguy cơ nhiễm bệnh và lây truyền cho người khác. Đưa ra khuyến cáo thì giới chức y tế để cho từng người xác định rủi ro của chính họ. Chủ nhà hàng Jero Hirigoyen cho biết là ngày càng nhiều người đã chọn ăn uống ở ngoài trời trong những tuần gần đây. Và ông nghĩ rằng số ca COVID-19 tăng thì có thể tác động đến sự lựa chọn của thực khách. Nhân viên của ông đã chích ngừa đầy đủ nên có thể tùy ý mang hoặc là không mang khẩu trang. Giới chức y tế cũng kêu gọi người dân chích ngừa. Ở tại San Francisco thì 84% người dân đủ điều kiện đã chích ngừa. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.